Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Kính thưa quý vị, vụ việc thầy bói Hồ Hữu Hòa quả là để lại nhiều phân luồng tư tưởng khác nhau. Có những cha cho rằng không nên gọi thầy bói Hòa là cha vì có tính chất mại thánh. Có những linh mục cho rằng trên lý thuyết Ba Hát đã trở thành một linh mục, tức bí tích truyền trước thánh thành sự. Linh mục Nguyễn Martino, ngay từ những ngày đầu sự việc vỡ nở, ngài đã gọi cha Hòa là cha vì cho rằng thành sự. Mới đây, cha thông viết, hình hai là hình tôi chụp với cha Hòa bên cạnh bảng số riêng của chiếc xe với hàng chữ I am sorry và in God we trust. Hôm nay ngồi trước Chúa Hài Đồng, tôi rất bình an cầu nguyện cho Đức Cha Long, cha Nam và cha Hòa. Tôi cầu nguyện cho cha Hòa những dằn vặt khi không bị cấm mà lại không dám làm mục vụ cách công khai. Xin cho ngài có được bình an, đúng nghĩa, theo như lời sứ thần. Hết trích. Những lời viết của cha thông quả là gây ra nhiều thắc mắc cho cộng đồng công giáo về thầy bói Hòa. Nhiều khán giả cảm thấy không bình an. Để có sự bình an hơn, thiết nghĩ chúng ta nên nghe lời chia sẻ của. Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay là lễ Chúa Giáng sinh. Chúng ta thấy trong những ngày này, màu sắc và âm thanh Giáng sinh được răng mắt và vang vọng khắp nơi. Dù không phải là Kitô hữu, người ta cũng háo hức đón mừng lễ Chúa Giáng sinh. Từ sâu thẳm tâm hồn chúng ta thấy hiển hiện lên một niềm vui và một sự bình an sâu xa và thiêng liêng khó tả. Tại sao lễ Chúa Giáng sinh lại mang đến cho ta những điều kỳ diệu như vậy? Tại sao lễ Chúa Giáng sinh lại trở thành ngày lễ của mọi người? Thưa, vì Chúa Giáng sinh là mầu nhiệm của tình yêu và ơn cứu độ. Chúa Giáng sinh là vì yêu thương con người và để cứu độ con người. Tình yêu và ơn cứu độ là hai từ chúng ta nghe thấy nhiều trong các bài kinh thánh được đọc trong dịp lễ này. Trước nhất, Chúa Giáng sinh làm người là vì yêu thương con người. Giáng sinh là mầu nhiệm của tình yêu. Chúng ta biết rằng con người mình sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ tình yêu. Tình yêu là cái quyết định nhất, quan trọng nhất, cần thiết nhất để làm nên hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc sống con người. Chúng ta được cha mẹ, anh em, bạn bè, đồng nghiệp yêu thương. Nhưng trước nhất và trên hết, chúng ta còn được Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu, và Thiên Chúa yêu thương ta từ thuở đời đời. Dù biết hay không biết, nhận ra hay không nhận ra, thì sự thật vẫn là như thế. Thiên Chúa yêu thương chúng ta từ thuở đời đời, và Chúa muốn nên một với con người chúng ta trong thân phận xác phàm này. Cái quy luật của tình yêu là như vậy. Hễ mà yêu nhau thì mình mới ta tuy hai mà một. Hễ mà yêu nhau thì người ta không thể ở yên. Tình yêu thúc bách người ta phải mở lòng ra, phải ra khỏi chính mình, phải đến với người khác, phải trao ban, phải dâng hiến. Chính vì vậy mà Chúa đã bỏ cõi trời xuống cõi thế, nên một với chúng ta trong cái thân phận con người hữu hạn. Yêu nhau trăm sự chẳng nề, dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Chúa Trời và con người lệch nhau vô cùng, chứ không phải chỉ lệch nhau trăm chỗ. Vậy mà bằng việc Giáng sinh làm người, Chúa đã kê bằng chỗ lệch giữa con người và Chúa Trời. Chúa làm người đã xóa đi cái khoảng cách giữa trời và đất. Chúa làm người đã nối liền hữu hạn với vô hạn, đã nối đất với trời. Đất với trời xe chữ đồng, chúng ta hát trong những ngày này. Cho nên bước đi xuống của Chúa là bước đi lên của tình yêu. Ngày Chúa xuống thế làm người là ngày tình yêu lên ngôi. Ta hạnh phúc vì được Thiên Chúa yêu thương, và ta hạnh phúc vì có thể yêu mến Thiên Chúa. Khát vọng hợp nhất của con người với Chúa Trời từ ngàn đời đã bắt đầu được thành sự. Chúa đã làm cho chúng ta được nên một với Chúa. Thánh Gregorio cả giáo hoàng nói rằng Chúa xuống thế làm người là để con người được làm Chúa.
Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả nói như vậy. Đó là điều thứ nhất chúng ta cần phải xác tín. Chúa Giáng sinh làm người là vì yêu con người. Chúa Giáng sinh làm người là vì yêu thương chúng ta. Giáng sinh là mầu nhiệm của tình yêu. Điều thứ hai chúng ta phải xác tín, Chúa Giáng sinh làm người là để cứu độ chúng ta. Điều thứ hai nhé, Chúa Giáng sinh làm người là để cứu độ chúng ta. Con người ai cũng có khát vọng chân thiện mỹ, ai cũng hướng về tuyệt đối, ai cũng muốn được hạnh phúc, ai cũng muốn được cứu độ. Thế nhưng kinh nghiệm nhân sinh cho mình thấy, tự sức người, mình không bao giờ cứu được mình. Tự sức mình, con người không cứu được con người. Cuộc sống con người, ngay cái lúc tưởng là hạnh phúc nhất thì vẫn có đau khổ. Tôi nhớ chuyện cổ nước ta kể rằng Ngưu Lang và Trúc Nữ yêu nhau. Vì phạm tội nên bị trời đày, kẻ bên này sông Ngân, người bên kia sông Ngân. Đấy. Trời thương, mỗi năm một lần bắc cây cầu Ô Thước nối hai bờ sông Ngân cho hai người gặp nhau một ngày. Ngày hội ngộ ấy tưởng là ngày hạnh phúc, nhưng hóa ra vẫn là ngày đầy nước mắt. Những giọt nước mắt của hai người nhỏ xuống nhân gian làm thành mùa mưa ngâu, một mùa u ám, khiến nhân gian cũng buồn lây và muốn khóc theo. Thế đấy, tội lỗi và hậu quả của tội lỗi đã làm cho Ngưu Lang và Trúc Nữ không bao giờ còn được hạnh phúc nữa. Thân phận của con người chúng ta cũng tương tự như vậy. Tội lỗi làm cho ta bất hạnh, ta sống trong biển đời đầy nước mắt, ta vất vưởng bơ vơ tàn tạ trong tội lỗi của mình, gẫm thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê. Đấy. Cuộc đời là bể khổ, tự sức mình ta không đủ sức mang lại hạnh phúc cho mình. Giống như Thánh Phaolô, ta kinh nghiệm rằng điều tốt tôi muốn làm cho tôi không làm được. Điều xấu tôi không muốn làm cho tôi lại cứ làm. Con người không cứu độ được chính mình. Chúa biết như vậy, cho nên vì yêu thương con người, Chúa đã phải cúi xuống thế gian này. Chúa đã phải cúi xuống với con người, Chúa đã phải mang lấy thân phận con người, để từ đó tìm cách cứu độ con người. Phải mang lấy thân phận giống như con người để cứu độ con người. Nói đến đây tôi nhớ đến chuyện ngắn Đường Tăng của nhà văn Trương Quốc Dũng. Nhà văn mô tả tâm trạng Đường Tăng trong đêm cuối cùng kết thúc hành trình đầy gian khổ đi thỉnh kinh. Nhà văn kể như sau về tâm trạng Đường Tăng. Đường Tăng trằn trọc, không sao ngủ được, Đường Tăng day dứt, Đường Tăng trở mình, Đường Tăng thở dài, Đường Tăng nhói trong tim, Đường Tăng thở hắt, Đường Tăng như là bị hấp hối, Đường Tăng như sắp bị chết đến nơi. Vì sao vậy? Thưa, bởi vì Đường Tăng nhận ra rằng trên con đường đi thỉnh kinh về cứu rỗi người đời, nước mắt Đường Tăng càng ngày càng lạnh giá. Mình đã dần dần xa lạ với cõi con người. Mình đã dần dần xa lạ với con người, nhất là bởi vì Đường Tăng sắp gia nhập cõi Phật, sắp thành Phật. Cõi Phật thì không phải cõi người, khi thành Phật thì không còn là người. Không còn là người, không phải là người, thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng và cứu vớt con người. Chúa Trời là tình yêu, Chúa hiểu hơn ai hết cái chân lý này. Chúa hiểu không còn là người, không phải là người, thì làm sao mà đòi khai sáng và cứu vớt con người. Không phải là người thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng và cứu vớt con người. Chúa hiểu vậy, cho chính vì vậy mà Ngài Phật là Phật của một vị Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận xác phàm, trở nên giống hẳn người ta. Đấy, Thánh Phaolô nói với chúng ta như vậy. Cho nên Chúa Giáng sinh làm người là để đồng cảm, để khai sáng, để cứu độ con người. Và cái vĩ đại không phải là con người lên được trời, nhưng điều vĩ đại là Thiên Chúa đã đi xuống thế gian này làm người. Ông Noel Armstrong, nhà du hành vũ trụ người Mỹ, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, ông đã nói với các phóng viên như vậy khi trở về trái đất. Tôi tin rằng ông nói đúng. Cái vĩ đại là Thiên Chúa đã xuống thế làm người.
cái vĩ đại là Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Cho nên tôi tin rằng Chúa Giáng sinh làm người là mầu nhiệm của tình yêu. Tôi tin rằng Chúa Giáng sinh là cơ may cứu rỗi cho ta. Chúa Giáng sinh là để mở đường giải thoát ta khỏi vòng cương tỏa của tội lỗi và sự chết. Chúa Giáng sinh là để tái sinh ta trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Tắt một lời, Chúa Giáng sinh là để mang lại cho chúng ta một cuộc sống tự do và hạnh phúc đời này và đời sau mãi mãi trong tình Chúa tình người. Amen. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em. Kính chúc quý ông bà anh chị em một mùa Giáng sinh an vui hạnh phúc trong tình Chúa tình người. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.